chào. Em đem tiếng cười bờ môi em ai xa chốn đây. Những câu nói tình cha tay nhau, những câu nói tình thầm bên tai bấy lâu. Mùi hương thân quen còn in trên vạt áo. Yeah, yeah. Em sẽ nói anh nghe về đại dương xanh. Em sẽ hát anh nghe bản tình. Bất ngờ luôn. Nếu mọi người có xem trên TV thì Đội Ngọc thực sự thì rất rất là bất ngờ vì những tình cảm của quý vị khán giả đã dành cho Tim Ngọc nhiều đến như vậy. Và Ngọc nghĩ rằng là đây là lần thứ 3 chiến thắng trong cuộc thi thì cả Tim Ngọc quá sướng đi, sướng sướng lắm luôn á. Cho nên là chỉ biết làm sao mà để cái vòng tiếp theo để cho mọi người phải sướng hơn nữa và để mọi người bình chọn nhiều hơn nữa. Không phải là mong nhất nữa đâu, nhưng mà chỉ hy vọng rằng là xứng đáng với những gì mà 3 tuần qua mọi người đã dành cho team của nhà Ngọc. Ngọc nghĩ không phải riêng gì Ngọc mà tất cả các nghệ sĩ tham gia chương trình này nói chung thì rất là cực lực, tại vì thời gian diễn ra không nhiều nhưng mà đòi hỏi các bạn phải lên ý tưởng dàn dựng và quan trọng nhất đó là người producer và cô bé DJ này nói chung là phải vắt óc ra suy nghĩ rất là nhiều ý tưởng cho các ca khúc mới của mình, và song song đó là cách dàn dựng ý tưởng nhào lộn tùm lum hết. Ngọc có được cái màn nhào lộn ngày hôm nay cũng hy sinh cái môi nữa chứ. Cho nên là xứng đáng với những gì mà hôm nay tất cả các nhóm đã dành tâm huyết rất là nhiều.